cách thay thế bùi đồ truyền thống của Zena nhưng vẫn giữ nguyên sức mạnh và tối ưu vàng. Đây là bùi đồ mà nhiều người chơi Zena hay lên nhất, đó là Thương Long và Nanh Fenji. Bây giờ mình sẽ thay Nanh Fenji bằng Thương Xuyên Phá. Như các bạn đã thấy, bùi đồ hai thương này mạnh hơn bùi thương Nanh ở 50% máu đầu và yếu hơn ở 50% máu cuối. Nhưng tổng lượng đam gây ra sẽ bằng nhau, mà bùi hai thương rẻ hơn.